Vâng, mình chào cả nhà. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với cả nhà mình cây giống ổi không hạt tại vườn ươm cây giống cái mơn nha. Đây, cỡ cây nó tầm tầm như thế này cả nhà mình. Thì mình đang chuẩn bị đóng gói giao cho khách này cả nhà mình. Đó, mình có giao cây trên toàn quốc nha cả nhà mình. Thì mọi người có thể là gọi hoặc là ad Zalo trao đổi với mình để báo số lượng thì mình sẽ báo giá cây ha. Thì thời điểm thì cây có nó sẽ có giá cả nó dao động tí xíu. Đây là ổi ruby này, bị lá rất là to. Này mình đóng gói, mình chuẩn bị giao quyền xe cả nhà mình. Đây cũng ít ổi không hạt. Và mận mật thí đào. Rồi mình nhắc lại số điện thoại bên kênh mình là 0917072138 nha. Mình có cung cấp các loại cây giống hoa kiểng, rất là nhiều cái giống cây. Cả nhà mình có thể vào một video của mình để tham khảo những cái mặt hàng cây giống hoa kiểng khác nha. Rồi. Và mình cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi kênh mình trong suốt thời gian qua nha. Mình chào cả nhà mình ha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo nha.